plaisir. Thank you.
vẩn nó đốt cho luôn, lên nó chửi cho luôn. Cái vấn đề là khách thật, vấn đề là cho cái khách nó bận, khách không làm gì đấy nó gọi vài lần cứ ngồi chơi đấy mà khách không đến. Bao nhiêu cái sở ta nó mở mới.